Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món bò cháy tỏi ăn lạ miệng. Thịt bò mềm, thơm và ngọt, ăn cực ngon nhé. Giờ chúng ta đi vào thực hiện nhé. Nguyên liệu của mình gồm 300g thân bò mềm nhé, 3 củ tỏi, bóc thành các tép tỏi đây, 10g bơ lạt, 3 muỗng nước tương, 2 muỗng dầu hào, 1 chút rượu, 1 muỗng bột bắp, 1 muỗng đường trắng và 1 thìa cà phê hạt tiêu đen và 1 muỗng dầu ăn nha. Muỗng mình dùng trong cách đong đếm này là muỗng ăn cơm nha. Đầu tiên mình sẽ thái thịt bò thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn nhé, không thái dày quá đâu. Đây, mình đã thái xong thịt bò nha. Giờ mình chuẩn bị nồi nước để trần thịt bò nhé. Nước sôi thì mình cho thịt bò vào trần. Mình cho hết toàn bộ thịt bò vào và đun sôi trở lại là được. Đây, bây giờ là đây thịt bò đã lên những cái vẩn đục đấy nhé. Thì mình mang thịt bò ra mình rửa. Thịt bò sau khi rửa rồi nha. Giờ mình sẽ tiến hành ướp thịt bò. Mình cho nước tương, dầu hào. Dầu hào thì mình cho 1 muỗng thôi nhá. Rượu, bột bắp, đường, dầu ăn và hạt tiêu vào. Mình sẽ ướp trong 30 phút để cho thịt bò ngấm nhé. Rượu thì mình cho 1 thìa cà phê thôi. Hạt tiêu thì mình cũng không cho hết vào nhé, mình cho một nửa thôi, còn một nửa tí nữa chín thì sẽ rắc hạt tiêu vào. Rồi, mình để 30 phút cho ngấm. Đảo đều lên nha. Sau 30 phút ướp thịt bò ấy, thì mình cho chảo lên bếp. Sau đó cho bơ lạt vào nha. Mình sẽ đun chảy bơ. Cho bơ chảy hết ra nha. Bơ ở đây mình dùng bơ động vật. Tiếp đến mình cho tỏi vào đảo cho nó phi vàng lên nhé. Đây, bây giờ là tỏi đã vàng rồi đây. Mình sẽ cho tỏi ra đĩa. Giờ mình sẽ cho thịt bò đã ướp vào nhé. Vào xào. Mình bật khoảng 200 độ và xào nhanh nhé, để tránh thịt bò dai. Đây, bây giờ thì bò của mình đã chín. Mình sẽ cho tỏi vào mình đảo lại nhé. Cho nốt 1 muỗng dầu hào vào.
Rồi rắc một chút hạt tiêu nữa lên là xong nhá. Mình đảo lại qua và tắt bếp. Và đây là thành phẩm của mình, thịt bò thơm, mềm và đặc biệt là ăn không dai nhá. Ngon cực kỳ, các bạn hãy thử làm đi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhá.